Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình và các bạn cùng đi đến hai công viên khá là nổi tiếng ở Quy Nhơn, đó chính là công viên Thiếu Nhi và công viên Quảng Trường. Đầu tiên thì chúng ta đi đến công viên Thiếu Nhi trước nha. Cái công viên Thiếu Nhi này có khuôn viên khá là rộng rãi, cây cối khá là nhiều cho nên nó khá là thoáng mát. Và một điều đặc biệt là ở chỗ này nó có rất là nhiều trò chơi, từ trò chơi có phí tới trò chơi miễn phí. Thank you.
chủ công viên thiếu nhi này các bạn có thể nhìn thấy có một bãi biển khá là dài, bởi vì cái công viên này nó đối diện với cái Đại học Quy Nhơn và cái trường cao đẳng nghề, cho nên nó chiều chiều sinh viên ra cái chỗ bãi biển này đánh bóng chuyền rất là nhiều và người ta tắm biển ở này cũng rất là nhộn nhịp.
Rồi, bây giờ chúng ta qua công viên quảng trường nha. Nếu công viên thiếu nhi là một cái khuôn viên rộng rãi, cây xanh thoáng mát, thì cái công viên quảng trường nó là một cái khu bằng phẳng như thế này, nó gần như không có một cái cây nào luôn. Bởi vì cái chỗ này người ta dùng để tổ chức những cái sự kiện ngoài trời, hay những cái chương trình âm nhạc The Remix, hay là những cái cuộc chạy đua. Người ta chạy xong cái chỗ này là cái chỗ đích cuối cùng và người ta nhận giải ở chỗ này luôn. Vào buổi tối thì ngay cái chỗ cái công viên quảng trường này có rất là nhiều thanh thiếu niên, người ta trượt patin này, người ta lái xe đạp ở chỗ này này, không khí rất là vui vẻ, rất là vui nhộn. Rồi ở trong những cái dịp Tết như thế này người ta có dựng những cái con linh vật, như năm nay là cái con trâu này, các bạn thấy người ta dựng rất là công phu, rất là tỉ mỉ với hình tượng con trâu và những cái hình ảnh rất là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta, như là cái non lá này, cái bó rơm này. Rồi xung quanh người ta có dựng những cái tấm hình của những cái nhà díp ảnh gia, người ta chụp những cái khoảnh khắc rất là đẹp ở Quy Nhơn.
trên thì mình giới thiệu cho tất cả các bạn hai cái công viên rất là nổi tiếng ở Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.